phần thưởng của chương trình là gì không? Bà nói về người mẫu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Hot lắm nha, giờ hot lắm. Mẫu lắm, thì mẫu hơn rồi. Có 4 cái đầu tiên. Sư boy hả? Sư boy gì nữa? Trời ơi. Bạn nghĩ đúng không? Chắc em là đúng chứ. Em tin ý kiến của em là đúng. Mình hâm mộ chị đó lắm, mình cũng thích chị đó lắm chắc. Các bạn có công nhận cái này đúng không? Yeah, bạn trắng một cái khuôn. À, bạn thua rồi. Năm 2000 tôi biết ưng Hạnh Phúc mà. Bạn nói tâm linh, nghĩ sao ghi gì vậy? Lại cũng đúng các bạn. Chơi vậy ai chơi lại? Còn có sinh viên, có giáo viên, đúng rồi, tạo đàn tài. Bạn này hỏi lạ các bạn thôi. Trường nào không có sinh viên nữa các bạn. Hai, cùng đồng hành với Yến Ngọc là hai bạn trẻ cực kỳ năng động luôn. Và các bạn, chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai bạn đó nhé. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Đoàn Phú Thành. Và xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Đức Linh. Mình sống ở thành phố Thủ Đức. Hai khách mời cực kỳ năng động luôn không quý vị ơi. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Quá năng động. Yeah. Chúng ta đã sẵn sàng cho chương trình chưa? Sẵn sàng. I'm ready. Vậy là các bạn chuẩn bị sẵn sàng đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu vào trò chơi của chương trình nha. Chơi đi. Chơi đúng không? Sẵn sàng chơi. Chưa? Sẵn sàng. Yeah. Chơi luôn, mẫu lắm rồi. Tất đa chiều ngày hôm nay nha. Các bạn nhớ là comment để lại tương tác để Yến Ngọc có thể là biết các bạn đang muốn nói gì cho Yến Ngọc, để chúng ta có thể là thực hiện những chương trình tiếp theo mà các chủ đề mà các bạn đang quan tâm đó. Và đừng quên nha là ấn cái nút follow kênh để Yến Ngọc có thể là có động lực và chương trình có động lực để làm chiếc cầu nối để cùng chia sẻ và đồng hành cùng các bạn trong những chủ đề tiếp theo. Đối với Ngọc á, thì các bạn trẻ hiện nay là quá là giỏi rồi. Các bạn hiện nay gọi là giống như là dẫn đầu xu thế gì đó mọi người. Dẫn đầu mọi xu hướng luôn. Oh my god. Wow. Các bạn biết những cái địa điểm nè, những cái khách mời nè. Chào cậu. Những cái danh lam thắng cảnh mà những địa điểm mới cực kỳ mới toanh luôn. Mà các bạn biết, nhiều người đâu có biết đến đâu. Quá trời. Bây giờ các bạn có đoán ra là Yến Ngọc sẽ có trò chơi gì cho các bạn không? À không, cháu không thấy. Dạ, các bạn đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Các bạn có biết là bây giờ là Yến Ngọc sẽ đưa các bạn đến trò chơi gì không? Trò chơi trốn tìm hả chị? Bấm chuông trả lời câu hỏi đúng không? Bấm chuông trả lời câu hỏi không? Ôi bạn ơi! Các bạn nhưng mà đâu có chuông nào bấm. Giao tay trả lời câu hỏi đúng không? Chứ cái gì? Nhắn tin Messenger đúng không chị? Các bạn hồi xưa có trả bài đầu giờ không? Trả bài đầu giờ? Có chứ, trời ơi, nỗi ám mặt của tụi mình á. Ui sợ quá. Đó thì chúng ta sẽ được quay về tuổi thơ với những cái phần trả bài đầu giờ của Yến Ngọc nha. Nghe ám mặt quá. Đó. Có bị mời phụ huynh không bạn ha? Phụ huynh thì không có, nhưng mà chúng ta trong chương trình này chúng ta sẽ có một cái phần quà cực kỳ to. Chương trình nó lớn lắm. Lớn bằng con kiến không? Sao mà bằng con kiến thì nó to rồi. To như thế nào diễn tả nghe thử coi. Bự lắm. Bự lắm mà. Chừng nào hắn đi còn sẽ biết. Các bạn có biết bự này bự như thế nào các bạn? Chà bái nè. Làm gì đấy? Chúng khét đấy trời. Thôi bự như thế nào tôi mới hình dung được chứ. Các bạn cùng đoán nha. Đó bây giờ là Yến Ngọc sẽ đưa cho bạn một cái bảng nè. Trời, cái bảng này giống như bảng học sinh mầm non chủ học nè. Cái đồ lao nè, một cái viết nè. Cái viết mà ngã quá chị. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thử thách. Thử thách cùng đồng đội. Bây giờ Yến Ngọc sẽ đặt ra những cái gọi là gợi ý cho các bạn luôn. Các bạn bạn nào mà trả bài mà nhanh nhất là người đó thắng. Và các bạn mỗi lần vậy là được 15 giây. Đó. 15 giây hả? 15 giây. Một câu hỏi. Đúng rồi, một câu hỏi 15 giây. Chúng ta có sương sương nghe, nói chung chương trình là có tới 1000 câu trả lời từ sáng tới tối thôi. Không sao chị, sáng ăn sáng no rồi. Chị có đâu, hôm nay mình rặn cả ngày luôn. Chơi với cậu, chơi với bạn luôn. Rồi đọc đi. Đó. Sẵn sàng rồi. Tôi có đáp án rồi, tôi không có lo. Ủa mày tin tức. Rồi, vô. Câu hỏi thứ nhất. Chuẩn bị nha, viết nha. Ok. Huấn luyện viên Rapid Chimbit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Ừ, hehe. Sư boy hả?
Ôi, thứ ba hả? Chắc đúng không? Sao dùng ý kiến của mình vậy? Chắc là sao giao cách cảm rồi. Vậy đúng không? Vậy đúng không? Ừ, sao boy hả? Sao boy chứ gì nữa? Trời ơi. Bạn nghĩ đúng không? Chắc em chắn là đúng chứ. Em tin ơi. Ý kiến của em là đúng. Mình hâm mộ chị đó lắm, mình thích chị đó lắm, chắc chắn là chị đó chứ không ai. Bạn cũng ý kiến mình rồi. Rồi, bây giờ chúng ta tại sao bạn không chọn Caris? Mình thích Sue Boy, mình cũng thích Caris nữa. Em thích Sue Boy này, mình cũng trai, mình thích gái, khổ gái thôi. Bạn bè gái còn thích. Mấy ông kia không thích. Vậy là chắc hai bạn cũng là fan hâm mộ của Rugby đúng không? Chính xác. Chứ sao nữa, trời ơi, mê Sue Boy lắm. Để nghe, để đọc câu hỏi coi câu trả lời có đúng không nha. Chắc chắn là chính xác này. Chuẩn bị nhận quà. Chất lớp. Chất lớp. Câu trả lời của chúng ta đó chính là huấn luyện viên Vidri. Ủa các bạn hay bị là đúng các bạn. Fan hâm mộ của Vidri đâu rồi, comment tương tác đi các bạn ơi, đúng không, đúng không? Các bạn nào fan Vidri không, giờ ta lên đi. Rồi. Câu 2. Bỏ. Bỏ câu 2. Làm lại từ đầu nha. Làm lại từ đầu, kiếm lúa coi. Rồi. Rồi đọc đi. Bơi bản như bạn. Bơi lại lên bạn ơi. Ta nói hụt phận ha. Thu quá hụt phận rồi. Rồi câu 2 nè. Gợi ý nha. Bánh thiếu nhi lòng đèn. 1 2 3 4 5 6 7. Chết rồi, chữ tôi xấu quá. Trời ơi, viết chữ, viết có đẹp nha. Trung thu nè. Thiếu chữ bánh. Trung thu. Đâu quay qua coi. Bánh bía vậy? Bía hả? Bánh bía hả? Sao ghi giống như bánh bó tiếng Anh vậy? Mẹ hồi nó ghi tiếng Anh là tiếng gì vậy trời? Ủa gì vậy? Ê này là chữ gì vậy? Đâu để tao coi coi. Không tao biết mày ơi. Ủa gì vậy? Đây chữ mày mẹ. Bố mày nhọt với mày đấy à? Viết chữ xấu quá là em sẽ đọc ra được là mình đẹp lên coi, mình dù không tính. Câu trả lời, mặc dù nó không tính mà cũng sai rồi. Này đúng nè, này đúng nè. Ủa sao kìa? Chúc mừng bạn Linh. Người ta nói lòng đèn, thiếu nhi mà nghĩ sao cái bánh bánh bía là bánh gì cha. Bánh mình hơi lộn xíu, mình do à. Chắc là sáng bạn chưa ăn sáng rồi. Mình ta ăn bía bạn. Quê Sóc Trăng hả? Không, mình ở quê Sài Gòn rồi. Mà mình bị nghiện bánh bía, không biết sao vô đây dính bánh bía rồi đó. Để chiều nay họ về mua cho cái bánh bía. Lát về đem bánh bía. Ok. Thôi gì bánh bía đỡ chứ mà bạn gì bánh bánh chưng nó còn sốc nữa. Mà nó vô hết mà. Lòng đen bánh bía. Tiếp theo chúng ta là một câu số 3. Câu 3 đi. Đây là tên một bài hát của một ca sĩ rất là tin vào năm 2000. 2000. Của Khởi My đó. 2000 cái thời ưng hạnh phúc. Khởi My. Tên bài hát. Tên bài hát của Khởi My rất là hot luôn. Chắc chắn là đúng các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Nhìn nhanh vậy. Chứ suy nghĩ nhân. Ra nữa. Thua câu này tao quên rồi. Đúng. Rồi ghi được không? Rồi vô bản hơn rồi. Yeah. Các bạn có công nhận cái này đúng không? Yeah, bạn chắn là biết thua đó. À bạn thua rồi. Năm 2000 tao biết ưng Hoàng Phúc mà. Không biết Khởi My nó có nhỏ. Coi có nghe nhạc ưng Hoàng Phúc với HAT. Nghe nhạc Khởi My đâu mà biết. Thua không? Gán gì cũng thắng những câu rồi đâu. Coi nhất quá trời á. Người yêu cũ đúng không bạn? Chính xác rồi, giờ cân bằng. Nghe mà đau quá, người yêu cũ bây giờ. Cân bằng rồi đó. Hồi xưa có nghe không? Có chứ. Nghe nhiều không? Có nghe nhiều chứ đó. Lúc chia tay luôn các bạn. Các bạn có bạn nào chia tay xong nghe bài người yêu cũ không? Bởi vậy mới chiến thắng không đúng rồi đúng không? Tôi không nghe nè. Chia tay xong không nghe vậy. Vậy chắc tôi bạn này đi uống bia uống rượu vậy. Không, chia tay xong có người yêu mới luôn nghe. Trời đất. Rồi bạn này nguy hiểm với các bạn. Các bạn nào mà chưa có bồ, bạn này né né bạn này ra nha. Bạn này nguy hiểm quá. Rồi người ta lạc quan tích cực vậy, ta chia tay xong ta không buồn, ta kiếm người yêu mới luôn. Mới chia tay xong có người yêu mới đi. Bởi không vậy, được. Ta nói là gán đi. Lâu lâu cũng phải gán nghe nhạc nhiều nhiều vô. Còn có yêu người yêu cũ hay không á thì cũng gán nghe nhạc vô. Như ta cũng nhớ nghe nhạc nha mọi người. Đó là công bằng của số. Thôi hòa đi một đèo rồi ok. Câu hỏi thứ tư. Thứ tư. Câu hỏi thứ tư. Gợi ý là như thế này. Là Kim Miri Bạc Hồ Công Hiếu. Bạn đập lộn bạn ơi. Bình Công Hiếu mà. Ủa Hồ Công Hiếu đúng rồi. Con cầm kịch bản mà. Chắc mình lộn. Bình Công Hiếu hay Hồ Công Hiếu? Hồ Công Hiếu. Bình Hồ Bình Công Hiếu hay Hồ Công Hiếu tôi cũng không biết. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Các bạn có biết là Hồ Công Hiếu là rapper là ai không các bạn? Tại tôi chắc không ai nghe được, không ai biết đâu à. Vô đi bạn. Chúng ta có 15 giây để bắt đầu. Tục lại được không? Câu hỏi thứ tư gần như rất là đơn giản. Thì
Kim Virey và Hồ Công Hiếu. Hỏi gì nói rõ ra chứ. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ tư. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Tỷ số cũng 1-1 rồi đó. Sẵn sàng, câu này tôi sẽ thắng. Rồi bắt đầu nè, đó là tên một bài hát đến từ thành viên của Tim Ray, Hồ Công Hiếu. Nhớ bài hát nào cứ ghi vô đi, biết đâu đúng. Tim Ray và Hồ Công Hiếu. Tim Ray, Hồ Công Hiếu hả? Ừ. Rồi, tôi đang nhớ rồi. Mình mày, tôi thắng chắc luôn. Thắng chắc luôn đúng không? Chắc là không giảm đâu. Chắc luôn. Rồi, chắc chúng ta còn 5 giây. 1, 2, các bạn, mấy các bạn ơi, các bạn hãy comment vô cho mình cá mình thua các bạn ơi. Chắc chắn. Chắc chắn 2-1 luôn. Rồi được chưa? Rồi. Hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Vô. Yeah. Đâu bánh trắng hả? Mình xin thua các bạn. Rồi. Mình đâu hàng. Cờ trắng rồi, cờ trắng rồi. Cờ trắng rồi. Người được lựa. Không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội mà đúng các bạn. Dạ sờ chắc chắn là như vậy rồi. Quả cái chuyện thì nha. Câu trả lời xém đúng. Hai bạn này cũng thua rồi. Xém đúng. Xém đúng. Kịch bản, ở cái nào? Người được chọn. Ủa? Lỡ với chọn cùng nghĩa với nhau mà. Cùng nghĩa và sai tên bài hát rồi. Vậy là bài này cũng công nhận là thua đúng không? Nhưng mà người được lựa, người chọn mà cùng nghĩa với nhau. Tên bài hát tao ơi. Ông cãi quá. Cãi quá. Bạn thua rồi, bạn chấp nhận đi bạn. Bạn thua rồi, mình chấp nhận đi. Nói trọng tài không? Trọng tài đi. Rồi, câu thứ 5 nè. Đây là tên của một chương trình. Một cái chương trình cực kỳ hot hiện nay luôn, hot lắm. Và nói về người mẫu. Hot lắm nha, và hot lắm. Mẫu lắm, người mẫu hả trời. Có 4 huấn luyện viên. Ồ, cái này mình biết nè các bạn. Đây là chắc 2-1 rồi đó. Người mẫu 4 huấn luyện viên. Đúng, mà đúng, chương trình đúng, hot dữ lắm. Ghê lên, ghê lên. Ghê yeah. Lên, đúng không các bạn, đúng không các bạn? Mời đẹp. Cho em xem coi với. Quay. Đó phải. Yeah. Xem đúng rồi đó. À thắng đúng mà. Xem đúng rồi. Mình cứ mơ mà thắng nha. Chết rồi. Không sao, không ghi, mình hơn là ghi mà sai. Không sao, không sai đúng. Sẽ cố gắng hơn. Sai đúng gì không quan trọng, quan trọng là có ý kiến đúng không? Có bạn? Ý kiến. Đúng. Các bạn có công nhận ý kiến của mình là đúng không? Không sao, không thắng được. Rồi, bây giờ là câu trả lời của chương trình. Câu trả lời đi. The New Mentor Việt Nam. À cái gì đọc lại nghe em rõ. The Mentor Việt Nam. The Mentor Việt Nam, tôi không biết luôn, cho nó nghe luôn. The Mentor Việt Nam nha mọi người. Các bạn có coi qua chương trình này chưa? Mình chưa coi qua, chắc mình không biết đâu. Đó rồi. Mọi người nhớ rồi. Là mới nghe cái tên này luôn đó. Chắc... đó. Rất là sạch. Mọi người nhớ để lại bình luận để cho hai cái khách mời chúng ta cũng biết nha. Chắc về học hỏi thêm thôi. Thì tôi lo học, tôi lo làm, mới nên tôi muốn quan tâm cái chương trình đó. Thương không? Rồi. Cho làm kiếm tiền lấy vợ. Rồi, cùng Hương hai các bạn, hồi nãy giờ sai cũng nhiều câu. Vẫn một đều nghe chưa? Một đều. Ok. Nãy giờ sai cũng nhiều câu mà. Mơ mà thắng tới. Rồi, chúng ta làm lại lần thứ hai đi. À, câu hỏi cũ chưa? Chốt luôn. Chưa. Còn nhiều lắm, đã nói nhiều câu hỏi trả lời từ sáng tới tối chưa quá. Hết mà. Câu hỏi thứ 6 của chương trình là... đây cũng là một cái chương trình luôn. Ừ. Mà có Trấn Thành. Trấn Thành hả? Ừ. Mà bây giờ đang hot lắm nha. Các bạn có biết chương trình gì không các bạn? Các bạn tối nào mình cũng phải canh mà coi. Đếm chưa? Đếm rồi, đếm nãy giờ rồi. Trời, ông này không lo ghi đi. Nhớ nha, hot lắm. Bây giờ đang coi mà tối nào người ta cũng coi mà người ta đón hết trơn á. Đón ai hắn? Đón người đó là ai? Trấn Thành là MC đúng không? Không, không trả lời được. Cái này mới Trấn Thành. Trấn Thành thôi. Bạn này không được nhìn bài mình nha bạn. Có sự tham gia của Trấn Thành thôi. Trời ơi, ông đó ông nội đó ông làm MC nhiều chương trình lắm mà. Thì bởi mới hỏi. Biết được. Mình đã có đáp án rồi. Mà tôi cứ ghi đại đi. Rồi. Em tôi nó hay nghe cái này nè, tôi về nên tôi hay bị nghe kém tôi. In trong đầu tôi. Rồi. Rồi, đếm chưa? Dơ rồi đó. Dơ rồi gì? À. Bản đen trong cái nội. Bạn này bản đen rồi nè. Ờ bạn. 2-1. Đặc biệt nè, bọn này là gì? Ca sĩ đúng không ạ? Trời ơi. Đúng không? Đúng tên Việt Nam, The Messenger Việt Nam. Đó cũng đúng rồi, cái cũng đúng rồi luôn các bạn, đúng rồi. Chỉ là mình biết tiếng Việt thôi. Các bạn đồng ý câu trả lời này không? Sao tính được? Tiếng Anh là tiếng Anh, tiếng Việt là tiếng Việt. Các bạn công nhận là đúng không? Quá chuẩn luôn. Yeah. Rồi. 2-1.
đó. Nãy tôi người được lựa, người được chọn cũng cùng nghĩa nhau không chịu. Vâng, bài hát của người ta thì chỉ lượt giờ tiếng Việt với Anh. Bài ghi tiếng Anh ra đi. Bài ghi tiếng Anh sao cho ghi tiếng Việt. Thôi gán lặp lại từ đầu câu hỏi tiếp theo nha. Ủa, nhớ rap Việt ta. Em chính thành MC, chương trình rất hot mà. Sao là cái... Hot hiện nay. Rồi. Rap Việt hot hơn. Tại nó giờ đáp án chương trình ra vậy đó. Chịu, 1 triệu. Đúng rồi bạn. Ôi, bạn nên chấp nhận đi bạn. Rồi, bây giờ tới tên một ca sĩ cực kỳ hot qua mọi thời đại. Ca sĩ với bài hát Hòa Mi. Hòa Mi. Hòa Mi được mệnh danh là Hòa Mi. Một ca sĩ nữ cực kỳ hot qua mọi thời đại. Các bạn có biết ai không bạn? Các bạn biết thôi. Mình nghĩ chắc là ca sĩ này nè, chắc đúng đó. Các bạn biết đó, thì các bạn nhớ comment để cho coi ai trả lời nhanh hơn nha. Các bạn trả lời nhanh hơn. Tôi biết rồi. Chơi của mình không nha. Ca sĩ nổi tiếng qua mọi thời đại đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Hải Linh đúng không? Qua mọi thời đại. Giơ tay lên nè, giơ tay lên nè. Yeah. Mỹ Tâm nè, còn Hòa Minh Di. Ai là fan của Hòa Minh Di ha? Rồi. Hòa Minh Di sao qua Mỹ Tâm được? Trời ơi, tao Mỹ Tâm là từ thời 8X, 7X. Cũng đúng. Hòa Minh Di mới đây. Thầy thua. Nhiều để biết về ca sĩ đó. Bạn này hay. Và các bạn nghĩ là ai đúng nè? Biết qua mọi thời đại từ 7X, 8X, 9X, 10X. Lần này là Adele. Bạn Linh của chúng ta đã chiến thắng rồi. Hai đều. Xui hơn các bạn. Biết sao Hòa Minh Di? Mê Hòa Minh Di lắm. Hòa Minh Di đẹp gái mà đúng các bạn. Biết tao cũng đẹp gái. Câu hỏi tiếp theo để chúng ta hành trình. Hành trình tiếp theo. Đây là một địa danh rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn biết nào không bạn? Và ở trước đó là có rất là nhiều cạnh nó có quán cà phê bệt. Ôi, mình biết cái này nè. Nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh dữ lắm nha. Là một nơi tâm linh, nổi tiếng lắm. Công viên Tao Đàn. Ở quận 1. Cho nghĩ tới đó mà không biết biết nữa thôi luôn. Xung quanh có gì? Cà phê bệt. Mình biết cái công viên đó nhưng mà không biết tên. Địa danh nha. Địa danh là chung công viên hả? Là một địa điểm tâm linh nha. Mình đi chung nha. Tâm linh hả? Tâm linh nha. Chùa Một Cột hả? Tâm linh ở thành phố Hồ Chí Minh quận 1 nha. Gần nó có cà phê bệt. Trời ơi, tôi gửi tới đó rồi, nó mà không biết chiếc rồi thôi á. Cái đó chắc là nhà thờ. Em biết cái đáp án này nhưng mà gần đó chắc cũng đúng các bạn ha. Công viên. Công viên hả? Rồi, công viên người ta kêu không phải công viên. Rồi, vô bạn nó vô, nãy giờ nghĩ không thấy được hay tôi chắc rồi. Em xin viết xin. Rồi. Bạn tôi chắc rồi, bạn đưa trước đi. Mình không biết địa chỉ cụ thể như nào nên mình biết gần công viên quận 1. Ta nói tâm linh mà, nghĩ sao ghi cái gì vậy? Lại cũng đúng các bạn. Chơi vậy ai chơi lại? Tại mình không. Không suy nghĩ là cái chỗ đó nên mình biết này chắc các bạn hiểu ý mình của nó. Nói tâm linh. Quan trọng các bạn hiểu ý mình thôi. Tâm linh là quận 1 mà không nghĩ ra nữa. Nhà thờ Đức Mẹ. Ủa. Ừ ha. Cho tôi sửa lại chút được không? Cho mình sửa lại chút được. Viết ra rồi sao mà rút lại được? Nó sai không, nó cũng đúng nghĩa nhưng mà... Cho câu trả lời đúng rồi. Cái này sai rồi, cái này đúng nè các bạn. Cái này chung rồi, cái này gọi là chung rồi nè. Gần công viên quận 1 là chung rồi đó. Nhà thờ Đức Bà cũng là một. Bạn đã sai hoàn toàn con. Nhà thờ Đức Bà. Người ta gọi Đức Bà, Đức Mẹ cũng như nhau mà. Ủa. Giống như nãy là người được lựa, người được chọn mà cũng là nghĩa tăng bến hiểu. Nhưng mà trong kịch bản của chúng tôi là nhà thờ Đức Bà. Nên câu trả lời của bạn đã được chờ vào đồng sao gán của. Nhưng mà cho em hỏi sao nghe. Hình như là nhà thờ Đức Bà là gần công viên quận 1 đúng không các bạn? Đúng. Ta để hỏi địa điểm chính xác mà đặt gần. Ta nói là không phải công viên, ta nói là tâm linh. Nhưng mà gần công viên quận 1. Thôi gán câu hỏi sao đi. Cái này tính ra không phải cho tôi được điểm trọng chứ. Mình được nửa điểm không bạn? Cũng được. Nửa điểm ha. Hồi nãy được 2 rồi đúng không? Đúng rồi. Nãy 2 điểm rưỡi rồi. Nãy cũng được 2 rồi đúng không? Câu trả lời gần đúng mà. Rồi. Sai từ. Chúng ta số đang ngang bằng. Bên 2 đều. 2 điều. Câu hỏi tiếp theo để phân định thắng thua. Thật ra hồi nãy giờ Yến Ngọc nói là nghe câu hỏi cho vui vậy thôi. Chứ chương trình mà để nghe câu hỏi thì không lẽ Yến Ngọc đọc từ sáng tới tối chung với 2 khách mời thì nó cũng kỳ. Mà. Không sao, các bạn ủng hộ mình là mình trả lời hết rồi. Mười câu hỏi thôi nha mọi người. Nãy giờ trả lời sai, tại tài ở đây không sao, vui được chính mà các bạn. Tính ra tôi 4 câu đúng đó. Hên ông đó. Rồi, 10 câu hỏi hiện giờ tiếp theo là nãy giờ mình được 8 câu đúng không? Giờ tới câu thứ 9 nè. Xem. Còn 2 câu nữa thôi, quyết định thắng thua nha. Gửi món ăn. Cầm rắn, đặc sản đường phố. Cầm cắn chứ lộn. Món ăn cầm cắn, đặc sản đường phố. Món này mà không biết nữa thì thôi luôn á. Ngày nào cũng ăn. Có nhiều người bị nghiện luôn á mọi người. Đó chính là một trong những món ăn mà ngon nhất thế giới á.
Ủa, thế giới có luôn hả? Một trong những món ăn ngon nhất thế giới. À, đường phố hả? Đúng rồi, đường phố nè mà cầm cắn nè. Mà nó là đặc sản đường phố luôn. Mà nó còn đặc một trong những món ăn ngon nhất thế giới nữa đó. Ý kiến của bạn là gì vậy? Tâm chưa, tâm chưa? Rồi, không nói đâu. 3, 2, 1, 2, 3, vô. Yeah, bắp nướng. Linh bắp tráng trộn nè. Còn bà này bắp nướng. Mình cầm mình ăn mà. Ồ, bánh tráng cầm mà ăn mà. Bánh tráng là mình gấp mà bạn. Rồi tôi cầm tôi ăn. Đúng hay đó. Chắc bạn ăn xôi rồi. Xôi bánh tráng. Bánh tráng trộn nó mới đây. Mà nó đâu có cầm cắn đâu. Bạn này lộn kiến thức rồi. Cầm cắn hả? Cầm cắn. Câu trả lời của chúng ta rất là đơn giản. Đó chính là bánh mì. Có gì kỳ vậy? Bánh mì ngày nào sấy cũng ăn. Không nhớ ngày nào cũng lại không cắn. Ủa? Ta gợi ý tới đó. Bánh tráng trộn đường phố mà. Đúng bánh nướng đường phố mà ta. Bánh nướng đường phố mà. Nhưng mà gợi ý chương trình là bánh mì. Chương trình này có nhiều câu trả lời lạ quá. Rồi, câu hỏi thứ 10, câu hỏi kết thúc chương trình chơi trò chơi của chúng ta. Hồi nãy giờ là hai điều đó, câu trả lời quyết định thắng thua nè. Có ai là nhận món quà mà to bự của chương trình ngày hôm nay? Các bạn ủng hộ mình để mình lấy quà cho các bạn. Đây quên là đi. Một tên trường có sinh viên, có giáo viên nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tên trường. Đây là một cái tên trường nha. Có sinh viên nè, có giáo viên nè, dạy rất là nhiều môn nè, nằm ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Đào tạo ra rất là nhiều áp tài. Ủa, trường nào không có sinh viên, có giáo viên, đúng đào rồi, tạo ra áp tài. Bạn này hỏi lạ quá các bạn ơi. Trường nào không có sinh viên nữa các bạn? Trường nào không có giáo viên? Rồi tôi trả lời trường đời được không? Được, đi vô. Bạn này bụi bặm quá hả? Đặc biệt là nó có dạy, có đào tạo ra giáo viên nha. Ồ. Đào tạo ra giáo viên. Gửi tới đó mà không biết trả lời nữa. Ủa rồi, cái này dễ quá rồi. Chắc cũng đào tạo cho ra giáo viên mà ta. Bạn có thể cụ thể hơn không bạn? 1 2 3 4 Lỡ 3 đều sao ta? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 vô. Yeah. Rồi, mình dễ quá. Đại học sư phạm. Nói chứ đào tạo ra giáo viên là biết vào. Trường sư phạm. Nói tôi nói ba đều. Câu trả lời của chúng ta là Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng đúng mà ta. Trường sư phạm cũng là cũng chung mà đúng các bạn. Thiếu cái danh từ đại học bạn ơi. Bạn câu trả lời này còn chấp nhận được nè. Mình chung hết cái này là chung quyền. Được tính. Hồ Chí Minh. Câu trả lời nói tôi cái tính ghi là Đại học sư phạm thành phố Sài Gòn. Cái này cũng tính mà đúng. Chưa. Cái đại học rồi. Bây giờ sao 3-2 hay là 3-2? 3-2. Phần thắng nghiêng về bạn Ngân của chúng ta. Là một điểm thôi các bạn. Sẽ cố gắng lên. Các bạn tin mình nha. Anh này may mắn thôi. Đáng lẽ là 5-2 chứ không phải 3-2. Các bạn có thắc mắc là phần thưởng của chương trình là gì không? Mình chắc lỗi đến bánh mì quá. Chắc là bịch bột giặt Omo đúng không? Và đây là phần thưởng của chương trình. Chúng ta hãy cho bạn lên một tràng pháo to thật lớn đi nào. Ủa, quà lớn kia, quà lớn dữ kia trời. Gói vỗ tay rồi đó. Hai bạn này bị hố rồi. Vỗ tay đó. Vỗ tay là quà. Đúng rồi. Quà lớn mới còn gì. Hố mẹ.